Chào mừng các bạn quay lại đến với The Day Hay Biết. Tối nay thì mình sẽ làm loại tập cuối rồi, là cuộc tập cuối của phiên bản này thôi. Không biết là có ra mắt những lần màn chơi mới hay không. Vậy là mình đã đến tập khoảng level 150 rồi. Bắt đầu thôi. Mình cũng hơi tại sao giờ là khi mà mình đăng lên những bài video về The Day Hay Biết sao lại cũng có khiếu này về bản quyền đấy nhỉ. Chỉ là video gaming thôi mà, hoặc là mình lỗi về cái phần khiếu này về bản quyền thôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
như là hết rồi. Vậy thì chúng ta sẽ kết thúc tạm thời tại đây. Nếu ai nào thích video này thì đăng ký kênh của mình sẽ làm video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại trên video tiếp theo. Tạm biệt.